Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Fit the Beast Deported. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái cửa ở bên này. Chúng ta hãy bước xuống nào. Bước xuống. Rồi, giờ chúng ta sẽ tới thằng đầu tiên là Lothia. Bước qua. Hãy xem Lothia là một thế giới như thế nào. Và mình nghĩ là nó sẽ có màu cam bởi vì cái cửa nó màu cam. Chính xác. Và chúng ta có gì bên dưới vậy? Wow, hình như là một khoảng không vô định. Giờ chúng ta cần phải đi lên trước đã. Khoảng không vô định bên dưới có vẻ ghê. Té xuống chết không ta? Nếu nó là đờ voi thì chết. Ta thử coi. Ồ, chúng ta không có rơi xuống thật nhanh. Chúng ta rớt xuống từ từ. Và bên dưới này có gì không? Có gì kìa. Vừa xuống là thấy có cái gì liền. Thì hãy kiểm tra xem nó là cái gì. Chỗ này không phải là đường vào. Hình như nó có đường vào từ trên đó hay sao đó. Và đây là đường vào. Giờ chúng ta hãy đi xuống. Cái trọng lực của nó không có hút mạnh. Nó chỉ đi từ từ xuống mà thôi. Và đây là con gì? Nó là Zin. À, Zin in clay. Chúng ta vừa xuống là phát hiện được một cái chỗ để spawn ra con Zin rồi. Rồi, cái spawner đâu? Ao. Có vẻ như spawner nằm ở trong đây. Chính xác. Spawner kìa. Và đây là con Zin. À, giờ chúng ta đi lên trên và lưu lại cái tọa độ. Đây là Zin Enclave. Hên thật. Vừa mới bắt đầu là đã tìm được một cái chỗ rồi. Và chúng ta có thể thấy được là chúng ta có thể đi lên đây rồi sao nữa. Coi thử coi. Trên này có gì không? Khám phá chút xíu. Ở trong này có gì không? Không có gì. Được rồi, giờ mình sẽ đứng ở phía bên trên nóc chỗ này. Chúng ta lưu lại một cái Zin Enclave. Ok. Và đi ra ngoài, bay ra mấy chỗ khác xem thử phía bên dưới này có gì nữa không. Cái cục gì đây? Rồi, cục này không có gì rồi. Wow. Cái cục này thấy lạ này nha. Kiểm tra, đây là Paravai 2. Tuyệt vời. Lại kiếm được thêm một chỗ nữa. Lưu lại luôn Paravai 2. Ok. Chúng ta hãy xuống để kiếm cái con đó coi. Wow, nó kìa. Ta có Pixon ở đây nữa ha. Con này là Clarin Pixon. Thì đây là con Paravai. Quái này đều là quái Hunter. Cần phải có cấp Hunter cao nha. Và nó rớt ra Silver Coin hả? Cũng được. Giờ chúng ta sẽ để cục ở lên trển. Để mình đi ra ngoài. Thì những con quái đây không cần phải farm. Bởi vì nó không có cho món gì đặc biệt hết. Chúng ta hãy coi thử bên này có gì nữa không. Rồi, và chúng ta sẽ lên trên đi ha. Chúng ta hãy lên kiếm những cái con quái ở trên mặt đất trước. Và đó, có mấy con quái. Con này tên gì? Con này là... Wow. Nó đốt lửa kìa. Lothian Caster. Chúng ta phải hạ gục những thằng đó. Và con này là Fly hả? Fly. Bắn hạ nó. Nó đốt lửa. Cái Dimension này đốt lửa. Ghê thật. Và con này là... Lothian Caster. Còn thằng kia... Lothian Caster. Nó có một thằng nữa là Lothian Warrior. Chúng ta sẽ cần phải farm những cái con đó. Hai cái con Lothian đó. Và con này nó tên là cái gì? Trotter. Bắn hạ nó. Bắn hụt hết trơn vậy. Gì kỳ vậy? Rồi. Và con gì nữa không? Còn gì mới nữa không? Đâu. Con này con gì? Tên gì? Con này lạ lạ nè, phải không? Con này tên là Tracker. Rồi, xong. Em đã rớt xuống The Void phía bên dưới. Coi như xong. Và đây là những con Lothian Warrior. Chúng ta có thể farm nó để kiếm đồ. Và nó không có rớt ra. Vậy là chưa có hên. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm những công trình. Mình vừa tìm được một em Login Master. Thì cấp độ 100 mua được bộ áo giáp thuộc về Login. Nó làm được gì? Nó sẽ cho double những cái hay là nhân đôi những cái rớt ra khi chúng ta chặt cây. Cũng tốt. Giờ chúng ta vừa tìm được gì đây? Hãy kiểm tra. Thì đây là Croonta. À, chỗ đánh boss đó. Croonta. Lưu lại. Và nó cũng không xa lắm. Cách cỡ chừng 300m. Bên này chúng ta có một cái gì nữa. Ta hãy vào trong kiểm tra xem mấy thằng gì đây. Mấy con gì? Kiếm được Blackbone thì phải. Darkbone chứ phải Blackbone. Và chúng ta hãy lên trên. Đây là Bonnie Block. Thằng này là Exo gì đó. Wow, cái này là kiến hả?
Chúng ta hãy coi tên thằng này thử coi, Exohead. Chính xác. Giờ chúng ta sẽ lên trên, lưu lại một phát nữa, Exohead. Xuống bên dưới, bởi vì mình thấy bên dưới vẫn còn cái gì đó. Con nào vậy? Rồi tự tử chết đi mấy đứa. Và bên dưới này có gì nữa không? Và bên dưới này là Rawbone, Exo và Rawbone. Chúng ta kiếm được Fleshy Bone. Mấy cái này để trao đổi ở nơi đây thôi, cũng không cần farm đâu. Ở nơi đây thì không có áo giáp, chỉ có vũ khí là chính. Cho nên chúng ta cần phải sửa lại cái chỗ Exo đó một cái. Nó sẽ bao gồm Exo và Rawbone. Rawbone. Ok. Exohead và Rawbone. Thì nói chung là Bone hết. Nó là Dark Bone và Fleshy Bone. Thì nhìn trên đây, chúng ta có một cái gì đó ở bên này. Chúng ta sẽ qua bên đó coi thử. Cái hướng nó nằm ở... Đúng rồi, và quay qua đây chút xíu. Thì lại thêm một cái Exo nữa hả? Oh. Thằng này thì lại không bị dướng cái cây. Cũng được. Thằng bên kia thì dướng cái cây. Và chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Ở đây có một tòa tháp rất là cao. Chúng ta hãy đi vào. Thì có thể là nó sẽ không kéo xuống tới bên dưới. Cũng đỡ. Không cần phải bay xuống bên dưới cái mặt này. Và bên trên này là những thằng Lottoman và những con dân làng ở nơi đây. Đâu đâu đâu, em đầu tiên. Wow, có con mắt nó kìa. Legetian Lottoman. Bán cái gì? Swarm Ultron. Coi thử, coi thử. Swarm Ultron hả? One of Ultron. Cái này hả? Random Medium. Và cái tiếp là cái gì? Royal. Royal Replay. Chà, cái này có lý rồi nha. Royal được á. Mấy cây kiếm bự bự này mình khoái nè. Và nó sẽ... Ồ, được 22 sát thương. Nếu sử dụng dưới 30% máu thì sẽ được hồi 60 energy mỗi đòn đánh. Cũng được. Và lên trên, lên trên. Trên này có thằng Hunter Master. Và khi đạt cấp độ Hunter 100 thì chúng ta có thể mua được và bận bộ giáp này lên. Nó sẽ cho chúng ta được tăng tốc độ di chuyển khi chúng ta bấm ship. Và tăng tốc độ di chuyển. Rồi giảm cái lực hút. Nghĩa là chúng ta có thể nhảy cao hơn. Giết chi cho khó khăn vậy. Giờ chúng ta hãy lên trên. Và đây là Legetian Trader. Nó sẽ sử dụng Zindus để đổi thành Decimator. Và gì nữa. Chúng ta sẽ cần có hai cái Lunaver Coin để chuyển thành Cyclone. Và hãy coi tiếp. Thì cái này là Zindus và Weapon Pack. Thì Weapon Pack này chúng ta có thể dùng để nâng cấp. Được. Bên kia còn gì nữa không? Chúng ta vẫn còn lên được thì lên thử xem. Đây vẫn còn. Banker. Thằng này đổi tiền nè. Giờ trên này là hết rồi đúng không? Còn gì trên này không? Chúng ta đã chạm lên tới nóc của cái tòa tháp. Và chúng ta sẽ lưu lại nơi này đi. Thật là tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã kiếm được hết tất cả nơi này rồi. Không còn thiếu món gì cả. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi farm hai cái con. Đầu tiên là cái con Warrior và cái con Caster mà mình nói hồi nãy. Ở trên đó là cái Slam Island của Tinker Construct á. Cái Dimension nào cũng có nó hết trơn hết á. Thì chúng ta sẽ lưu lại là Village hay sao ta? Village Tower đi cho dễ hiểu ha. Village Tower. Bởi vì kiếm được nhiều NPC ở trong này. Và lên chảnh coi thử. Lên, bay lên. Có gì mới không? Đây là Slam Island thôi. Và chúng ta được Slam Bone. Nãy giờ mình cũng có farm thì nó rớt ra một vài cái súng. Gold Rifle và Pyro Archer Gun. Cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Và con Slam làm gì vậy? Chết rồi, nó đang bị ngợp kia. Và tử nạn. Giờ chúng ta sẽ đi kiếm những cái con kia trước. Giờ, và chúng ta đã kiếm được 4 cái Guardian Eye rồi nè. Khi mình farm những cái con đó. Và chúng ta sẽ bắn hạ thằng này nè. Và nhớ là bắn hạ thêm mấy cái con... đâu rồi? Mấy con mắt này nè. Mấy con fly đó đó. Để chúng ta kiếm được những cái banner là một. Và con này cũng rớt được banner nữa nè. Ta sẽ phải farm những con đó. Giờ mình đã có đủ tất cả những con mắt để có thể triệu hồi con boss. Và những cái banner để có thể treo lên. Và chúng ta sẽ cất nó đi. Hãy cất nó đi. Ở đây thì rút kinh nghiệm trong lần đi ở bên Elborian á. Những cái cây này nó sẽ làm cho cái Onta cảm thấy là khu vực này nó nhỏ, không đủ chỗ đánh boss, thì nó sẽ tự động nó dọn cái khu vực đó đi. Thì thành ra cái Onta nó bị mất. Mình đã phải dọn hết những cái cây xung quanh đi. Và chúng ta sẽ kill boss. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Ê ê ê, gì vậy gì vậy? Ui 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 ui, nó hút nó hút. Con này nó hút, nó có lực hút. Nó tên là Craw Forest Guardian. Ấy, ấy, chết đi, chết đi. Bye hả cưng. Và chúng ta có được một cây Chili Chugger và một Craw Tastytail. Rồi cái on ta, chúng ta bay mút chỉ khỏi cái on ta luôn. Tiếp tục, bởi vì mình cần một cái cây từ con này là một cái súng. Chúng ta sẽ farm trước đi rồi tính. Và nó bắn có bể cây không vậy? Nghi ngờ thế. Chết đi, Forest Guardian. Ồ, nghe nhạc thú vị ghê chưa? Và nó không rớt gì hết. Thiệt hả? Thật là như vậy sao? Không, nó không rớt gì hết. Chúng ta sẽ phải triệu hồi một con kế tiếp. Đây. Không rớt gì là sao? Tôi không chịu được chuyện đó. Tôi không tin. Rớt ra cái cây súng chúng ta đang cần đi. Ồ, sao tự dưng tắt nhạc rồi? Cái này tự dưng nó tắt nhạc à, chứ không phải mình tắt. Và chúng ta vẫn còn nghe tiếng nó nổ kìa. Đâu, chúng ta được. Rồi, đây. Pulse Cannon và Wrecker. Wrecker là cái cây chúng ta đang tìm. Bởi vì cây này 29 Grand Damage đúng không? Và cây này đã 25 rồi. Nhưng chúng ta có thể nâng cấp nó lên trở thành một cây Darkener. 29 Grand Damage luôn. Và nó là Fast Speed, chứ không phải là một cái cây có Miley Fast, nghĩa là bắn tốt hơn. Ta sẽ thử cái súng nó đi nào. Lấy cái súng và Metal Palette. Còn không? Gì hết Metal Palette rồi. Trong này có nè, sao không có được. Và chúng ta sẽ triệu hồi con boss lên. Boss đâu, boss đâu? Ta lấy súng bắn nó chơi coi. À khoan. À, chúng ta bắn nó rồi thì chúng ta không nâng cấp được đúng không? À, chúng ta có cái đồ sữa mà. Đâu cần đâu. Đó, coi bắn kìa. Con boss nó có bao nhiêu máu? Coi thử. Đâu rồi, con boss nó có... Mình chưa thấy. Nó có 2500 máu. Và chúng ta bắn hổng xi nhê. Chúng ta chặt bằng kiếm thì xi nhê, còn bắn thì không xi nhê. Cái này không bay được rồi, hơi cực với nó đó nha. Rồi, vậy cho lẹ. Và chết đi cưng. Chết đi. Ê, nó đâu rồi. Rồi xong. Và chúng ta đã hạ gục được con Craw rồi. Và nó có rớt gì nữa hay không? Sao mình không thấy nó rớt cái gì hết trơn vậy ta? Con này nó tệ dữ vậy ta? Không có. Ở Leviathan, trời vẫn mưa như thường. Và chúng ta sẽ còn một cái là Firefly Staff. Firefly là con đom đóm. Đây là gậy đom đóm. Thì nó sẽ gây 20 sát thương và bắn 4 cái quả cầu lửa về 4 hướng. Và nó sử dụng Wind Rune với lại Fire Rune. Cái đó mình có thể sử dụng được đó. Giờ mình sẽ farm để lấy luôn cái cây Staff đó cho đủ bộ. Chết đi cưng. Hãy mau đưa cây Staff đây. Mau. Chúng ta phải bay lại gần nó thì mới nghe tiếng nhạc ha. Phải không? Sao tự nhiên cái nó mất tiếng nhạc rồi? Con boss này. Boss này làm trò quá. Chúng ta vừa lên cấp. Và mình không thấy có gì mới. Gì vậy? Khó hiểu. Đâu có còn boss nữa đâu mà có nhạc nữa là sao? Thiệt là... Và em này muốn chết phải không? Nào, chúng ta làm lại coi. Ta còn hai một lần kêu nữa. Tính con này nữa là 2. Thì chúng ta sẽ kiếm luôn cái Firefly Staff. Đó, tới nữa. Ngộ ghê, không hiểu nổi. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Và nó đâu rồi, sao nó hạ cánh xuống vậy? Máy bay này bay kỳ cục quá. Chúng ta vẫn được những cái stay tuned nhưng ta không có đồ. Rồi giờ nó sẽ khó khăn trong cái cây Staff này rồi đây. Và cái chỗ đó đâu rồi? Lần nào mình cũng bị bay mút chỉ hết trơn á đó. Đây. Và kêu tiếp con cuối cùng. Hy vọng lần này chúng ta sẽ được cây Firefly. Ôi tôi ghét. Đây. Đó. Mở nhạc đi. Máy bay này còn mở nhạc nữa.
biết máy bay gì mà còn mở nhạc. Rồi thôi xong rồi cưng. Chết đi cưng. Rồi không được. Khi mà nó đáp xuống thì nó có những vụ nổ. Và chúng ta không có được cây staff rồi. Bây giờ tuy là chúng ta không có được những cây staff, nhưng mình đã có được những cây wrecker. Thì mình sẽ đi qua Dusterpier để tiếp tục farm những cái Darkly upgrade. Lần trước mình chưa farm được bởi vì tụi nó gây sự khó chịu không hề nhẹ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Dusterpier nhé. Và đây là Dusterpier. Chúng ta sẽ cần một cái bình thuốc nhìn trong đêm. Rồi xong. Tới lượt mấy cái con chơi hột é. Và chúng ta sẽ đi kiếm những cái con mang tên là Basilisk, Lurker và Losso. Đâu, kiểm tra, không phải thằng này. Thằng này là hột é nè. Rồi, bắn hột é trước. Đâu, không phải con đó luôn, con đó là con hất tung. Và không phải thằng đó nữa, lại là hột é. Mệt quá. Đâu, chỗ này đông nè, chỗ này đông nè. Có thể chúng ta sẽ thấy ở đây là Basilisk, nọ đó. Và chúng ta sẽ phải farm những cái thằng đó. Rồi, đâu rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Tôi ghét cái Dusterpier này quá. Hột é rồi hất tung từa lơ hết trơn. Đâu, hất tung nè, hột é nè. Và Losso kìa. Đó, Losso nè. Chúng ta phải farm nó. Và chưa kịp bắn mấy thằng đó nữa là nó cho hất tung lên trên nữa rồi. Giờ chúng ta sẽ cần phải chặt kiếm đi cho đảm bảo. Và mất máu luôn, thấy chưa, ghê chưa. Đâu rồi. Và đây là lý do mà mình ghét cái Dusterpier. Rất là khó chịu khi đi vào đây để có thể đi kiếm một cái gì đó. Giờ chúng ta đi chỗ khác đi. Mệt ghê. Và chúng ta sẽ phải farm 3 con đó để kiếm những cái Darkly upgrade. Thì tỷ lệ rất rất thấp. Vì vậy phải farm rất nhiều. Chưa biết là bao lâu chúng ta sẽ kiếm được. Hy vọng là cũng nhanh thôi. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu farm những cái con đó trước đã. Hiện tại chúng ta đang có một cái sàn ở Y240. Và mình đã bắt đầu farm những con quái ở nơi này. Và chúng ta đã được một cái Darkly upgrade rất là cực. Và nó cho mình một cây Harvester Saw nữa kìa. Ghê thiệt. 38 damage. Nó sẽ sử dụng một nửa trái tim cho mỗi đòn đánh. Căng thật, căng thật. Và mình bỏ hết phần tiền đi. Thì farm cái này cũng hên. Nó có sớm. Nếu không là chúng ta sẽ phải ở đây lâu hơn nữa. Và chúng ta sẽ phải đi về. Và mình nghĩ cách tốt nhất để các bạn muốn farm những con quái ở đây á, thì bắt buộc phải xây một cái sàn ở trên cao như thế này. Bạn phải ở trên này luôn. Và rồi, tới giờ nó chơi hột é nữa rồi. Giờ chúng ta đi về cái nào. Trong cái chest này là tất cả những món đồ chúng ta tìm được ở Legetier. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần cất đồ ở Dustopier trước đã. Cất hết đi, cất hết đi. Và chúng ta cũng có khá nhiều những cây kiếm replay ha. Nhưng mà lại không có cây Harvester này. Cây này được 23 và cây này được 38. Coi thử cây Skeletor coi. Skeletor là 31. Ồ, cây này là lớn nhất rồi. Như vậy là cây đâu rồi? Cây kiếm này là cây kiếm mạnh nhất. Harvester Saw. Căng thật, 38 sát thương luôn. Hơn luôn cả cây Bloodthorn Cleaver của tôi luôn. Căng quá. Ghê thiệt. Và chúng ta sẽ lấy một cây Wrecker. Chuyển nó thành Darkener. Đã chưa? Và lấy Metal Palette. Đi đi, test test. Cần một em nào đó đút mặt ra đây để test. Và không thấy ai cả. Sát quát. Bang. Còn nó bắn này nha. Ồ, nó giật. Nó có độ giật. Tuy là nó bắn theo đường thẳng, nhưng mà nếu chúng ta giữ cái chuột bắn lâu thì nó sẽ có độ giật. Xem này nha. Rồi. Có nghiêng ra đằng sau luôn không? Không. Không nghiêng ra đằng sau được. Chỉ nghiêng tới góc 90 độ thôi. Không có nghiêng qua đằng sau luôn. Nghiêng qua đằng sau luôn chắc là nó cũng kinh khủng lắm rồi đó. Rồi giờ chúng ta đã có được một cây súng tốt hơn. Yay. Darkener. Và công việc quan trọng nhất của ngày hôm nay đó chính là treo những cái phần Leviathan Banner lên. 27 cái. Rồi sau đó chúng ta sẽ để con boss lên. Và hôm nay không có áo giáp ha. Chỉ có tượng con boss thôi. Đây là chiếc máy bay Craw. Craw. Đâu và để lên trước. Rồi. Ê! Rồi xong. Thiệt tình. Đó là một cái không nên làm. Khi chúng ta gõ bằng tay thì bức tượng nó sẽ bể. Thiệt tình luôn. Mình đâu có định gõ đâu mà mình bấm lộn đó. Không. Mất một bức tượng rồi.
cũng đã mất rồi, thì thôi vậy và chúng ta treo lên bên này, treo lên bên này và treo lên ở trên này. Rồi, và như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành Layer Tier rồi đó. Và trên cái banner này nó có Flashy Ball và một cái súng. Súng đó là súng gì? Chúng ta có nó đây không? Gold Rifle hả? Nhìn giống lắm á. Nhưng mà không phải, không phải. Nó là một cây súng gì khác chứ không phải là cái cây chúng ta đang có. Nhưng mà chúng ta đã xong phần Layer Tier rồi. Thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.